các thầy cô giáo bên cạnh hay bố mẹ mình bên cạnh thì cũng chỉ là những người đồng hành, hỗ trợ. Còn sự thật, người thầy trong các con với là lớn nhất. Và việc tri ân người thầy trong các con ngày hôm nay này, nó chính là biểu hiện là mình có một cái lời thề với chính mình là có sự thay đổi. Thì đó mới là tri ân thật. Còn mọi thứ chỉ là hình thức. Và chúng ta phải tri ân với chính mình, phải có một lời hứa với chính mình, phải có một cam kết với chính mình để bước đi. Cho nên thầy muốn nhìn thấy các con nghiêm túc với chính cuộc đời của mình, vì chúng ta không có thời gian để quay lại. Em xin trân trọng kính mời thầy Ngô Minh Tuấn, người sáng lập ra hệ thống giáo dục CO Việt Nam High School, có đôi lời tri ân tới thầy cô giáo nhân ngày 20 tháng 11. Xin trân trọng kính mời thầy ạ. Tiên thì cho Tuấn gửi lời chào trân trọng tới các vị phụ huynh, các vị khách mời, các thầy cô giáo đã đồng hành với chúng ta trong suốt thời gian vừa qua, và xin chào tới tất cả các con chúng ta có mặt ở sân trường ạ. Thú thực là sáng nay tôi được ngồi ở dưới, tôi vô cùng cảm xúc. Tôi thấy cái hình ảnh hữu hình là hình ảnh các cô thì hát, các trò thì múa. Và tôi ước gì có thêm phụ huynh cũng múa ở trong đấy nữa thì tuyệt vời. Bởi vì tại sao chúng ta đi trên cùng một con đường để cùng mang lại hạnh phúc cho nhau, mà tôi nhìn thấy hình ảnh là chúng ta đoàn kết với nhau, chúng ta cùng nhau đi trên một con đường, thì cái hình ảnh đấy nó làm cho tôi vô cùng phấn chấn. Bởi vì có thể chúng ta hát không hay, chúng ta múa cũng chưa đẹp, nhưng điều quan trọng nhất là nhìn thấy cái hình ảnh chúng ta chung một mục tiêu, chung một tư tưởng là mang lại hạnh phúc cho nhau. Thứ nhất là chúng ta hình dung là khi chúng ta vào một cái trường thì nó có một con đường đi. Trên con đường đi đó thì là triết lý, một con đường đi nó có rồi. Vậy thì các con sẽ là người đi chính và các thầy cô sẽ đồng hành bên cạnh. Vậy thì khái niệm đầu tiên là khái niệm của người thầy. Thì người thầy lớn nhất không phải là các thầy đang ngồi đây, mà là khát vọng của chính các con. Nếu trong các con mà không phải là có một người thầy của chính mình thì các bạn không thể trưởng thành được. Và các bạn phải nhìn thấy cái đích, nhìn thấy con đường và tự mình nỗ lực đi. Và các thầy cô giáo bên cạnh hay bố mẹ mình bên cạnh thì cũng chỉ là những người đồng hành, hỗ trợ. Còn sự thật, người thầy trong các con với là lớn nhất. Và việc tri ân người thầy trong các con ngày hôm nay này, nó chính là biểu hiện là mình có một cái lời thề với chính mình là có sự thay đổi. Thì đó mới là tri ân thật. Còn mọi thứ chỉ là hình thức. Và chúng ta phải tri ân với chính mình, phải có một lời hứa với chính mình, phải có một cam kết với chính mình để bước đi. Cho nên thầy muốn nhìn thấy các con nghiêm túc với chính cuộc đời của mình, vì chúng ta không có thời gian để quay lại. Vậy khái niệm đầu tiên người thầy lớn nhất là mình, chứ không phải những người ngồi xung quanh mình đây. Xong thứ hai mới đến các người thầy đang phát biểu, đang ngồi ở kia. Và tôi muốn chia sẻ với các con, trong một cái bối cảnh lịch sử thì ngày xưa đất đai còn rộng, thời của các thầy thì có thể đi làm đơn xin một miếng đất được. Nhưng đến thời bây giờ thì không xin đất được, tức là đất bây giờ là của ai, đã khoanh vùng của người đó. Và tương tự như vậy, trong vòng 20 năm nữa thì một, làm chủ là làm chủ. Hai, làm thuê là làm thuê. Tức là bạn không có cơ hội nhảy vào một thị trường để chiếm lĩnh vai trò làm chủ nữa. Và nó giống như bên châu Âu, nó xuất hiện những dòng tộc làm chủ. Và có những dòng tộc dù giỏi đến mấy rồi cũng loay hoay với làm thuê, không được làm chủ. Bởi vì sau khi bối cảnh lịch sử xã hội nó phân chia ra,
thì bạn không còn cơ hội gia nhập. Tôi lấy ví dụ, bây giờ nếu mà sinh ra một cái hệ thống mà bán một chuỗi bán lẻ mà người ta phủ toàn bộ thị trường này rồi, thì sau này có bạn có giỏi mấy thì bạn chỉ là kẻ làm thuê. Bạn mở ra hệ thống nào, bạn chết hệ thống đó. Vậy thì cái thời điểm này chính là thời điểm phân chia toàn bộ nguồn lực thị trường xã hội. 20 năm nữa thì các con còn có cơ hội khẳng định một cái gia tộc. Còn thời bố mẹ chúng ta, như thầy ngồi đây này, thì ở đâu đó ấy, cái thời thầy, thời bố mẹ các con còn dễ, còn trở thành làm chủ được. Và 20 năm nữa còn cơ hội làm chủ. Nhưng đến thế hệ con các con, thì nếu các con không làm được chủ, thì đến con các con sẽ mãi là làm thuê. Và các con tìm hiểu các cái gia tộc ở châu Âu, các con sẽ thấy nó có những cái gia tộc chỉ có làm chủ, và có những gia tộc thì có giỏi đến mấy cũng chỉ là kẻ làm thuê. Và chính vì vậy mà thầy tạo ra cái trường này là một môi trường tìm đến con đường của làm chủ. Mà tất nhiên bất cứ một kết quả nào mà tốt đẹp không thể nào không có những giọt mồ hôi, không thể không có xương máu, không thể không có sự nỗ lực kiên trì. Cho nên cái môi trường này là một môi trường dạy hoàn toàn khác. Vì chúng ta ở đây học để làm chủ. Vì vậy nếu như các con mà không đi chung con đường này, thì khi mà thầy phải về đây thầy làm điểm trường, thì chắc chắn sẽ bị loại bỏ khỏi con đường. Bởi vì không thể nào có trong một con đường mà đến 80% là chim sẻ, mà chúng ta lại muốn huấn luyện theo cách của đại bàng. Thầy nhắc lại đấy. Cho nên ngay từ lúc này, người thầy trong các con phải xuất hiện cái khát vọng để khẳng định gia tộc, để khẳng định vai trò làm chủ cuộc đời mình, và xây dựng một ước mơ cho mình phải làm chủ trong chính mình. Hôm nay không phải là một buổi hình thức tri ân, mà hôm nay là một buổi giống như cam kết tri ân với chính người thầy của mình vậy. Và hôm nay tôi đứng ở đây phát biểu là vì tôi nhìn thấy một thế hệ tương lai của Việt Nam. Nếu chúng ta không làm chắc được việc này, thì giới chủ của nước ngoài sẽ tràn vào Việt Nam và họ làm chủ, và chúng ta ngồi đây là làm thuê cho họ. Thực tế bây giờ các đơn vị làm phần mềm, họ thuê người Việt Nam gia công phần mềm, và thực ra chúng ta đang làm thuê cho họ. Nhưng người Việt Nam mình làm chủ là làm chủ một nhóm làm thuê, nhưng mình tưởng là mình làm chủ. Cho thế hệ các con phải làm được cái điều đó, và không có những kẻ hời hợt đi trên con đường này. Tôi làm rõ đấy, đấy là lý do mà tôi phải dừng lại tất cả các hoạt động mà chủ tịch các cái tập đoàn, để tôi về đây, tôi ngồi ở đây để tôi đồng hành cùng các con đâu. Và với một cái sứ mệnh lớn như vậy thì tôi mong muốn rằng các phụ huynh, các thầy cô giáo, các lãnh đạo quản lý của nhà trường, chúng ta ý thức được cái việc này. Và người ý thức lớn nhất phải là các con. Và với vai trò là những người đồng hành cùng các con, thì chúng tôi cũng xin cam kết rằng là sẽ nỗ lực hết sức. Nhưng bọn tôi chỉ 20%, còn nỗ lực thật sự phải thuộc về các con 80%. Và người nào không nỗ lực như vậy thì phải loại khỏi đường đua. Vì trên con đường không dành cho những kẻ mà đến đấy nhởn nhơ. Tôi làm rõ câu chuyện đó. Và để làm được việc này thì thầy cũng chỉ là nhà tổ chức, không phải là nhà trực tiếp. Và người mà tham gia trực tiếp đồng hành với các con, thấm nhuần sứ mệnh này, phải là các con. Và đồng hành bên cạnh là các thầy cô giáo. Và nghề thầy cô giáo tại sao lại cao quý, tại sao lại không được sai sót, tại sao lại phải gương mẫu, là vì rất đơn giản, các con là sản phẩm của các thầy cô. Và nghề dạy học không có cơ hội làm lại. Khi mà các con tốt nghiệp lớp 12 ra trường, các con không trưởng thành, thì các thầy cô không có cơ hội gọt rũa lại sản phẩm đâu. Cho nên là trong ngày hôm nay vừa chia sẻ để thấy cái trách nhiệm của các thầy cô, nhưng đồng thời với cái trách nhiệm nặng nề như vậy thì cũng là một cái lời mà với cái vai trò sáng tạo, sáng lập ra cái hệ thống này,
thì tôi xin hết sức tri ân các thầy cô giáo, và tôi cũng hết sức là mong cầu rằng các thầy cô thấu hiểu cái sứ mệnh này của nhà sáng lập, thấu hiểu cái sứ mệnh này để có trách nhiệm, và chúng ta đồng hành với nhau trong từng tiết học, trong từng hành vi, trong từng thời khắc, để chúng ta hoàn thành cái sứ mệnh này nặng nề nhưng vinh quang. Một lần nữa xin tri ân các thầy cô giáo, xin cảm ơn các bậc phụ huynh vì chúng ta cùng đồng hành bên các con để thực hiện không phải sứ mệnh cho các con mà cho cả cái quốc gia này. Xin trân trọng cảm ơn. Trường Trung học Phổ thông Phạm Ngũ Lão vận hành bởi hệ thống giáo dục CEO High School, nơi kiến tạo thế hệ học sinh định hướng tư duy trở thành doanh nhân thành công và hạnh phúc trong tương lai. Website ceohighschool.edu.vn